đấy nó còn trắng phao à, thấy không? Đấy, đây này. Bây giờ nói cái chuyện cắt, có nhiều khi các anh chị mình rầy, mẹ bà nó trắng về mà nó kêu mình cắt, rễ còn ngon quá mà cứng, đúng nè. Nhưng mà đâu có ngờ là nó đã gãy nè, nè, nó đã gãy từ đoạn rồi. Mà các anh chị mình bây giờ nếu có trồng không cắt rễ như thế này mà các anh chị trồng bây giờ lôi ra coi, nó tui quắt hết trơn rồi. Nhưng nếu các anh chị cắt, cắt những cái rễ mà xù xì ở ngoài thôi, chứ tôi không có nói là các anh chị mình cắt cái bỏ dừa này quăng nè, phải không? Cắt mấy cái này nè, còn ở trong này nó vẫn còn rễ, đúng không? Thì bây giờ các anh chị có cái kéo không quý? Hy sinh cái này cắt rễ nha. Vậy sao muộn mày cắt thôi. Vỏ dừa. À, vỏ dừa cắt lên. Không có vỏ dừa. Vỏ dừa mà miếng thôi chứ không có vỏ dừa nguyên kiểu này. Tự miếng miếng gì không? Nhỏ miếng bự về không có, rồi là miếng nhỏ không có. Nhỏ là? Miếng nhỏ là chưa dừa. Nó không sợ nhưng mà sợ bự. Nó cầm cái này. Không phải cầm cái luôn này nhưng mà nó dày vậy đó. Dừa ta lột xin cái dừa không, cái đó bây giờ mình đang rôn, mình cho nó trong cái tiểu bình chánh và trong tiểu đó. À, thì bây giờ vậy trời ơi, không có kéo các lan không đâu. Kéo này, kéo rồi đợi nha. Rồi thì khi có rễ vậy nè thì các anh chị đừng ngại, dầu nó có trắng nó có cứng hay như thế nào nữa thì các anh chị mình cũng đừng, chứ để nó cũng thối thì các anh chị mình cắt đi. Thằng nào ló ra các anh chị cắt, chứ là khi nó đã dập rồi, nó gãy rồi mà các anh chị để nó không ra. Bây giờ các anh chị cắt thì nó ra ngay cái chỗ vết cắt này. Nay mai cái cũng vậy, tự nhiên cái cây mà phát thầm này cũng vậy. Như là các anh chị mua ngọc điểm này nọ, nó có cái chậu vuông này rễ sùm sạm ngoài, nhiều khi nó phủ ngoài, nó gãy đôi ba khúc mà các chị để nguyên vô, các chị bỏ than vô là cái rễ nó hư luôn. Bây giờ chỗ nào gãy các chị nhấp chỗ đó đi, nó ra thằng mới bám chậu luôn. Còn các chị để nó không ra, nó có rễ rồi không ra mà các chị cắt cái chết mẹ bị hớt rồi, ra liền. Các chị làm đi thử coi, mà không thử nữa bây giờ là thiệt. Thử chứ mấy chục năm tôi đã thử rồi đó. Thì bây giờ những cái cây nào mà các anh chị mua từ Thái Lan về mà rễ nó còn trắng thiệt, còn cứng thiệt mà nó gãy đôi ba khúc thì cắt ngang cái chỗ gãy nó. Còn đối với cây năng rô rễ nó lọc thọc hoài nó gãy hết thì các anh chị cắt vậy đi. Đấy, thì thứ nhất là để nó nhanh ra rễ, nó phục hồi. Thứ hai là khi các anh chị trồng vô không có cỏ quẹt còn rễ đâu nữa, mà cỏ quẹt để trầy dập hay này nọ để vi khuẩn tấn công vào, đúng không? Bây giờ nó trụi lũi. Còn nếu mà nãy các anh chị để vậy nè đó, thì các anh chị để nguyên vậy để trồng vô sang nhét nhét vô thì cái vết xước vết trầy á nấm bệnh nó xâm nhập vào. Thank you.